bạn, mình tên là Mai Quy. Thì mình sẽ giới thiệu một sản phẩm bán cũng đã 4-5 năm nay ở tại trang web của mình là cây thuốc cầu đỏ. Đây là một. Thì trước đây sản phẩm này giá nó là 250.000, nhưng mà do cái đợt này mình nhập mình thấy về nhiều, mình bán còn 160. Sau đợt này thì nó giá lại tăng lại và thậm chí có thể không có hàng. Sản phẩm này nó đã hết hàng khoảng 1 năm nay nhưng mà mới có lại đây thôi. Và cái này là mình phải xách tay từ bên Thái về để mình có sản phẩm này. Sau này có thể có nữa không, hay là giá có thể giữ được gì không thì không thể nào biết được. Thì sản phẩm này, cây thuốc cầu đỏ này là nó rất là xi bông. Bông nó lên là nó thì nó là dạng bông chùm. Khi một giò bông nó lên có thể lên được 9 bông tròn, xe và màu đỏ to như vậy. Người ta gọi là uống cầu đỏ. Khi cây lan này chúng ta trồng đạt cái tiêu chuẩn về chiều cao, cỡ như vậy là nó bắt đầu là cây nó đã ra một mối. Đây các bạn thấy, đây nó ra một mối. Khi mà cây nó trồng vô chỗ to hơn, chiều cao đạt như vậy thì bông nó mới được nhiều như vậy. Còn hiện tại giờ bông ít như vậy thì nó chỉ được khoảng 3-4 bông thôi. Thì là chúng ta nên về cái sản phẩm này, chúng ta có thể trồng lại cho ra chỗ to hơn để ra sản phẩm, ra cái cây nó ra cái bông đẹp hơn, to hơn. Đó. Thì rất là xiêm bông, khi cây nó đạt được chiều cao mà đó là gần như là một thân là một bông. Bông thơm, lâu tàn, nó là cái dạng cánh nhựa. Bông nó dạng cánh nhựa, nó rất là lâu tàn, chơi có thể là 3 tuần lễ nó mới tàn. Và thơm, đó, và cây trồng khỏe, ít có ruộng lá. Đây là một dòng cáp mini bông chùm, đó là xứng đáng để trong vườn lan các bạn sử dụng giờ hâm. Cây dễ trồng, dễ qua, dễ chơi, có giá trị, có thể đi trưng bày thì rất là tốt. Rồi, cảm ơn các bạn.